Dạ rồi, Nhân chào cả nhà mình nha. Hôm nay là một cái video mới. Và video này Nhân sẽ giới thiệu cho cả nhà mình một cái căn nhà gốc rất là tuyệt vời nha. Mình tính tổng thể luôn á, cái diện tích sẽ là 6 nhân cho 20, ngang 6 và 20. Và mình xây dựng là một trệt, hai lầu và một cái sân thượng rất là rộng luôn. Thì nó như thế nào thì một lát thì Nhân sẽ dẫn cho cả nhà mình vào trong để mình tham quan nha. Đầu tiên thì Nhân nói sơ trước. Thì cái căn nhà của mình nó tọa lạc tại khu dân cư của Mỹ Hạnh Hoàng Gia, của chủ đầu tư là bên Trần Anh Rúp. Thì căn nhà mình đã có sổ hồng hết rồi nha cả nhà. Và thứ nhất á, nếu như mà cô chú nào mình muốn về đây mình ở nghỉ dưỡng thì rất là tuyệt vời. Và thứ hai, nếu như cô chú anh chị nào mình đã từng kinh doanh nhà nghỉ hoặc là mình có ý định kinh doanh nhà nghỉ thì đây sẽ là một cái lựa chọn rất là tuyệt vời cho cả nhà mình luôn. Tại vì hiện tại nó đã có sẵn tất cả hết rồi. Bây giờ mình mọc là mình về nghỉ dưỡng, còn nếu mình kinh doanh về là mình làm luôn. Mình chỉ cần đặt cái bảng hiệu lên và mình kinh doanh mình làm thôi. Còn tất cả thì nó đã hoàn thiện, nó đã có hết rồi. Mình không cần phải bỏ thêm một đồng nào hoặc là làm thêm bất cứ một cái điều gì nữa nha cả nhà. Rồi, thì nãy giờ nghe nói thì cũng khá là hấp dẫn. Thì bây giờ thì Nhân sẽ dẫn cho cả nhà mình nó hấp dẫn như thế nào và cùng trải nghiệm với Nhân nha. Nhân xin mời. Bây giờ mình sẽ nhìn tổng thể căn nhà nha cả nhà. Thì căn nhà của mình thì nó sẽ là góc hai mặt tiền. Thì nó có một cái mặt tiền ở hướng nam. Như cái hướng này nè cả nhà. Hướng này là hướng nam nha. Nó bây giờ là do cái mặt tiền này thì vào trong nó cũng là một cái khu dân cư luôn. Trong khu Trần Anh của mình. Nhưng mà phía ở trong thì nhà cũng chưa nhiều lắm. Và bây giờ là chủ đầu tư cũng mới làm sạch cái đường, chuẩn bị đổ nhựa. Còn hiện tại thì mình chưa có nha. Còn xung quanh như cả nhà mình nhìn xa xa ngoài kia đó là còn đang đồng ruộng. Thì bên kia là bên Trần Anh cũng mua hết rồi, nhưng mà làm thì khi nào làm thì không biết rồi. Ở đây có chừa một cái đường sẵn hết rồi cả nhà. Còn ở đây là dân cư rất là đông rồi, rất là đông đúc luôn. Và từ cái vị trí này mình chạy khoảng chừng 200m thôi mình ra tới cái trường học rồi. Trường học đang xây dựng. Còn đây là có một số nhà đang xây nữa cả nhà. Còn mặt tiền ở bên đây á, là mặt tiền hướng đông. À, như cả nhà mình thấy là nắng nè. Đang nắng chiếu nè. Đó. Thì đây là hướng đông. Thì căn nhà của mình hai mặt tiền. Hướng là hướng đông nam. Nói chung là rất là mát nha cả nhà. Bên đây thì chảy nhựa rồi. Và bên đây thì dân ở cũng rất là đông nè. Đó, như cả nhà mình thấy ha. Đó, đường nhựa này là nhựa khá lớn nha cả nhà. Xe tải lớn rồi này kia là mình chạy thoải mái vô tư luôn. Đường rất là lớn. Phía bên trước nó có một cái công viên nè. Cho nên là cái căn nhà này hồi nãy là Nhân bước xuống này, cái cảm giác là nó rất là mát nha cả nhà. Rất là mát luôn. Rồi Nhân giải thích một chút xíu. Thì cái nhà của mình hiện tại như mình thấy nè, là nó sẽ có tới 4 cái cửa là một cửa sau, một cửa kế, một cửa hông và một cái cửa chính nè. Thì Nhân cũng chia sẻ một chút xíu cho cả nhà mình. Cái căn nhà của mình á, hồi trước á, là chủ đầu tiên á, người ta mua về để người ta kinh doanh nhà nghỉ. Cho nên là nó sẽ có ở phía sau này là có một cái phòng. Thì phòng đó là dành cho bảo vệ nè. Còn cái cửa này mình sẽ đi thẳng lên trên cầu thang để mình lên lầu 2, lầu 1, lầu 2. Ở đây là cửa hông để vào nhà mình và cửa chính. Bây giờ Nhân sẽ dẫn cái nhà mình vào cửa chính nha. Ở đây thì phía trước nhà mình có một số cây xanh nè, cô trồng cũng rất là dễ thương ha, rất là đẹp. Còn bên đây là có nguyên một cái giàn cây luôn, nguyên một cái giàn cây như cả nhà mình thấy ha. Cho nên là rất là mát luôn, Nhân nói lý do nó mát là vậy đó. Hồi nãy Nhân xuống thì cái cảm giác nói chung là ok lắm cả nhà. Ở bên đây mình có một cái sân phía trước nè, thì cô cũng trồng một số cây cảnh ha. Ở đây rồi có một cái chậu sen nè, có cá. Đó, đây là cái sân phía trước của mình á. Rồi, bây giờ mình sẽ vào nhà nha cả nhà. Cái căn nhà của mình thì tổng diện tích là ngang 6 và 20. Mình sẽ có một cái phòng khách ở phía trước này nha. Rất là rộng ha, rộng mênh mang thanh thang luôn. Thì ở đây là có một cái số đồ thì cô để lại cho mình luôn, thì mình muốn xài thì mình xài, còn
không thì mình bỏ cũng được, không sao hết. Nó những cái quạt gió là cô sẽ để lại cho mình. Đây là cái phần phòng khách nè cả nhà. Đó, rộng lắm, tại ngang cái 6 luôn mà. Ở đây thì nó có một cái khoảng sinh hoạt chung nè. Hiện tại thì nó có một cái bộ bàn ghế đây nè, thì cô để lại, mình muốn xài thì xài, không xài thôi không sao, mình có thể bỏ hoặc là cho. Cái này thì mình bỏ, mình có thể thay vào một cái bộ salon ở đây để mình tiếp khách này kia, hoặc là mình ngồi mình uống trà này kia, nó rất là thoải mái ở đây nè. Đó, mình đi vào thì nó sẽ có một cái bếp nè cả nhà. Cái phần bếp thì cô sửa lại thôi. Hồi trước thì nó không có, bây giờ cô sửa lại cái bếp này. Thì bên đây là cái phần bếp nấu ăn, còn bên đây là cái lavabo, cái bồn rửa chén, nó có hai bồn ha. Thì bây giờ là cái bếp hiện tại thì Nhân thấy nó cũng hơi nhỏ. Thì ví dụ như cái nhà mình về, mình có thể làm thêm cái phần này, mình làm thêm nguyên một cái phần này luôn, rộng ra để cho nó thoải mái hơn. Ở đây thì có một cái nhà vệ sinh. Cái nhà vệ sinh thì nó gần cái bếp thì nó cũng không hợp lý lắm, nhưng mà khi mà cô làm thì cô cái cửa nó đây nè, còn cái bếp thì nó nằm ở trong, thì nó cũng ok, nó không có tới nỗi nào. Nó về thì mình sẽ tự làm nữa thôi. Đó cả nhà, toilet à, rộng luôn. Cô để cả một cái máy giặt ở trong đó rồi, mà mình thấy còn một khoảng trống rất là lớn ngoài đây nè. Ở đây thì có một cái máy giặt, rồi bên đây là một cái bồn cầu. Nó mình thấy rộng rãi thoải mái luôn, vô tư luôn nè. Rồi, bây giờ Nhân mời cả nhà mình ra phía sau nha. Nó một số cái tủ đó này cả nhà. Cô để nó hết cho mình nè. Có mấy có cái tủ lạnh cô mới mua thì cô sẽ lấy về thôi. Còn phần cô để lại. Nó phía sau thì Nhân nói lúc nãy ở đầu video á, là cái đường này đi thẳng lên trên. Tại vì nó sẽ ngăn biệt, cách biệt giữa cái nhà của mình ở phía trước, ở phần trước của mình. Còn cái phần này đi lên đó là để đi lên những cái căn nhà nghỉ trên kia. Nó có một cái kho chứa bên này nữa cả nhà. Nó cái tủ này đựng đồ của những cái người mà người ta thuê á. Phía sau mình có một cái phòng cũng khá là to luôn. Phòng này mình có thể là cho mướn lại nữa cả nhà. Mình cho thuê lại nè. Nó cũng có vị, cũng có bồn rửa tay nè, cũng có một cái bồn cầu nằm bên mém đây nè. Đó, còn bên đây là phần bếp nè, bếp cũng rộng lắm. Cái phòng rộng lắm nha cả nhà. Nhân đi ra cho. Đó, Nhân ra cho cái nhà mình thêm rộng. Trên thang luôn đó. Cái này mình có thể là mình cho thuê luôn. Đó, còn không thì mình, dù mình kinh doanh nhà nghỉ tiếp tục thì mình sẽ cho cái phần này đi. Cái phần này mình sẽ để lại cho những cái người bảo vệ ta ở đây. Rồi, thôi bây giờ Nhân mời lên trên. Chào cô. Chào bác. Dạ. Chào chú luôn. Rồi, mình nhìn xung quanh trước cả nhà, cả nhà. Nó như cái phần này nè, cả nhà mình nhìn theo cái video nha. Nó nhà ở rất là đông, cái công viên nãy Nhân nói nằm đây nè. Nhà đông đông kín hết rồi nè. Rồi, ở đây nó sẽ có một cái phòng. Nhân sẽ đi vào cho cả nhà mình thấy được một cái phòng nha. Đó. Nhà vệ sinh rất rộng luôn ha. Bồn cầu là bồn cầu ngồi bệt. Đó. Đây có một cái giường. Có một cái giường ở đây. Đó nha. Máy lạnh nó có sẵn hết rồi. Nói chung bây giờ nếu như mà cô chú anh chị nào về mình mua, mình mua để tiếp tục mình kinh doanh, mình cho thuê á, thì nó đầy đủ hết rồi. Đầy đủ hết luôn, nó không còn thiếu gì hết á. Nó làm về mình kinh doanh luôn, mình làm luôn nha. Ở đây có một cái phòng rất là rộng á. Rộng ghê không cả nhà. Mình thấy là 1 bàn, 2 bàn, 3 bàn, 4, 5, 6, 7, 8 cái bàn. Ở đây trước là trước cái cô chú trước là kinh doanh cà phê phải không cô? Kinh doanh cà phê á con. Nhưng... Dạ. Dạ. Dạ rồi. Đó, xung quanh nè, ở đây nhà cũng kín hết rồi nha cả nhà. Kín hết rồi. Ồ, gió rất là mát nha. Chiếc phim 3D hả cô? Chiếc phim 3D nhận ra mà mấy cái này cô cũng xài rồi, cô mấy cái bảng đó không ra. Dạ. Cô để vô với lại da mẹ mấy cái này á.
này nha. Dạ. Cô cho tách mới rồi đó, cô cứ dạ. Để đây nè con. Rồi tại vì cô chú mình về đây thì cũng hơi lớn tuổi cho nên không có kinh doanh được á, nên là bây giờ mình đang để trống luôn nè. Rồi con lên lầu cái nữa nha. Máy lạnh đồ phòng để lại hết á. Dạ. Nói chung người ta về là kinh doanh là làm luôn hết con à, không cần ấy nữa, không cần phải làm gì thêm nữa. Đây là lầu 2 nha cả nhà. Trời ơi, cái phòng trước rộng quá, rộng luôn. Rộng quá. Rồi ở đây cao nhìn thấy đó. À đây, đây cái trường học đây cả nhà. Đó, mình chạy 200 m rồi thấy cái trường học rồi nè. Trường học thì bên nhà nước đang xây. Phía trước có một cái phòng nè. Là một phòng. Nhà vệ sinh rộng không? Thanh thang luôn. Rồi. Một phòng. Hai phòng. Phòng này nó là ba phòng. Cái phòng nó 4 phòng. Rồi, cái phòng này nó giống nhau hết nha cả nhà. Giống nhau hết luôn. Phòng quá rộng. Bằng một cái phòng trọ ở Sài Gòn. Ủa con này hết luôn là mình vô phòng ta? À còn trên nữa hả? À, còn trên nữa. Mập quá lội mệt con, đổ mồ hôi luôn. Mệt quá, mập cũng khổ. Trời ơi. Wow. Quá trời luôn cả nhà ơi. Không còn gì bằng. Nè, nhà mình thấy nè. Đó, cô chú nào mình lớn lớn tuổi mình về đây mình ở nghỉ dưỡng được nè. Có đồng ruộng nào bao la bát ngát ha. Đợi nhớ quê. Đó, bên đây là khu dân cư hết nè. Ôi ôi, mát. Xa bên kia rồi, nhà mình thấy không, nhà đây kín hết rồi. Bên đây nữa, kín hết luôn. Nhà, nguyên một cái dàn máy nước nóng luôn hả cô? Đang hoạt động vẫn bình thường phải không? Rồi, nhà. Ôi, lên cao nhìn sướng quá. Nào, nguyên cái khu nè. Nào, dân ở đồng hết, kín hết luôn. Đó, trường học ngoài kia, 200 mét thôi. Phía bên kia xa xa nó có hai cái hồ rất là to luôn nha cả nhà. To lắm. Đó. Chị kêu đặt một cái bàn ở đây, ngồi nhâm nhi tách cà phê, nhìn ra ruộng. Đó, ví dụ như mà quê mình ở xa xa ở đâu, ở Sóc Trăng, quê Nhân hoặc là ở Đồng Tháp này kia đó. Mà xa quá mình về cũng được thôi, mình ở đây mình đợi nhớ quê nha. Rồi. Nguyên một cái vàng. Vàng máy nóng lạnh ở trên kia. Còn đang hoạt động. Ở đây là có một cái vệ sinh ha coi. Toilet rộng lắm. Không thanh thang. Rồi. Dạ quá to. Dạ. Rồi đây có một khoảng trống này là cha dịp đó cô hả? Đây cha dịp. Ở đây là trước là của cô chú đầu tiên. Phải không? Người ta làm sẵn rồi. Dạ, cô dạy cô thờ luôn. Dạ. Đẹp mà con. Dạ. Hồ cá nha con, có nước xả ra lên xuống gì lại. Dạ, có cái hồ cá ở đây luôn phải không? Chú con á. Dạ. Chú con sợ đấy, nhà con mở đường đây nó ra nó đặt. Nước mạnh lắm. Dạ. Nói chung do mình không ở cho nên mình không có làm được phải không? Con xả, con xài, con nuôi. Dạ. Cá nó coi cái gì đó luôn. Dạ. Cô lớn rồi không nuôi được con. Dạ. Tối con mở đèn lên cực kỳ đẹp. Dạ. Rồi. À, cô vậy là nãy là hết ở dưới là mình bao nhiêu phòng ta? Dưới là nãy con đếm xong hồi mệt quá con quên tiêu. Dưới hình như 4 5 phòng gì đó con trai. Nằm phải không? Chưa tính cái sảnh mà cái sảnh gì mà con trai hồ mấy trong cái bàn gì đó nó có. Ừ. Chưa mà sảnh lớn nữa. Sảnh đó. Dạ. Tự nhiên mình được 5 phòng rồi. Giờ cái nhà nhỏ rồi sao luôn. Dạ. Rồi mình đếm lại coi. 1 phòng, 2 phòng, 3 phòng, 4 phòng. 2, 3, 4, 4, 4 phòng. Rồi. Dạ, rồi. Đó, cái phòng mình có máy lạnh sẵn luôn nha. Bây giờ kinh doanh mình có sẵn luôn. Giường nào để lại. Giường nào để lại hết luôn ha cô hả? Rồi để hết lại luôn ha. Có sẵn cái giường luôn.
Đây cho lấy có mồng cầu nè. Rồi chỉ là tất cả là mình có 5 phòng. Rồi với lại nguyên cái hội trường này nha. Thì hồi trước là cô chú đầu tiên mình làm cái phim 3D. Còn bây giờ mình muốn làm tiếp thì mình làm, còn không làm thì thôi mình bỏ trống hoặc mình ngăn phòng ra mình cho thuê tiếp. Mình chưa sẵn hết trơn ha. À, ví dụ như ai người ta muốn kinh doanh nhà nghỉ. Dạ, nếu mà làm thì ở đây được một phòng, 4 phòng, 2 phòng, 3 phòng, 3 phòng nữa. Bên kia phòng nữa, 4 phòng. Dạ, rồi. Thì hiện tại là mình đã có 5 phòng đó. Còn ví dụ như ở đây được 3 phòng nữa, còn 8 phòng. 8 phòng. Dạ. Dạ rồi, nãy giờ thì Nhân cũng dẫn cho cả nhà mình đi tham quan xong hết căn nhà rồi. Thì bây giờ là Nhân ngồi với cô Nguyệt. Cô Nguyệt là chủ của căn nhà luôn. Thì hồi nãy là dạ, con đã dẫn cho mọi người xem hết căn nhà đó cô Nguyệt. Thì quan trọng nhất là cái phần ai cũng chờ đợi, tức là cái phần giá cả của căn nhà. Thì bây giờ là cô Nguyệt muốn bán căn nhà này với cái giá là bao nhiêu ạ? Coi như là cô Nguyệt đến giờ cũng già lớn rồi, thì coi như là nhà này nó quá to đi. Thì bây giờ cô không có sợ, thì cái nhà này nói chung ra là cô Nguyệt cũng tâm đắc lắm. Thì cô Nguyệt cũng thương căn nhà lắm mà thôi, thì bây giờ mình tính cũng không có được. Thì thôi bây giờ cô Nguyệt á là muốn để lại là cho khách hàng xài, mà anh chị em nào á thích thì Nguyệt sẽ để lại là 2.9 tỷ. Là cô Nguyệt chỉ thương lượng một ít thôi. Tại vì cô Nguyệt ở trên thành phố thì vẫn có nhà, mà nhà nhỏ lắm. Nhưng mà cô thấy căn nhà này cô rất là yêu thích, tâm đắc, mà nhưng mà lực bất đồng tâm. Cô Nguyệt không thể nào mà lo tới 3-4 tấm á. Cô lớn rồi, cô đau chân á. Cô lao không nổi đúng cô không? Cô lao chùi không sể. Nhưng nãy là con đi mà cũng chảy mồ hôi luôn. Nó mệt. Thì thôi cô Nguyệt cũng mong cầu duyên gặp khách hàng nào mà yêu thích để trao đổi cùng cô Nguyệt về ở căn nhà này. Vô là chỉ ở thôi. Với lại Nguyệt xin nói là thêm là Nguyệt sẽ tặng lại đồ hết. Những bạn sau về, anh chị sau này về ở là đầy đủ hết, không có phải mua sắm thêm gì nhiều. Dạ đúng rồi. Thì giống như nãy cái câu chuyện là cô Nguyệt cũng chia sẻ với con là trên kia có nhà rồi, nhưng mà nó chỉ ngang 3 mét, dài 7 mét, thì có 4 lầu. Nhưng mà so với cái chỗ để mà cho cô chú mà ngồi nói chuyện mà thoải mái giống vậy thì nó không có rồi. Ba bảy thì nó nhỏ hơn cái phòng ở trên kia con quay nãy nữa. Dạ. Đó thì nhưng mà giá trị cũng khá là cao cô hả? Dù cái nhà trên đó thì bây giờ cái giá trị nó khoảng bao nhiêu cô? Nhà trên đó thì hồi lúc cô chú định là bán căn đó sẽ về đây là người ta sẽ trả cô 3.4 tỷ. Mà 3 tỷ cô 4. Nguyệt không bán, thì cô Nguyệt định bán để về đây. Nhưng mà bây giờ con cháu thì vẫn còn đi học hành như dưới rồi đưa đón này kia, thì mình phải theo con theo cháu. Thành ra cô Nguyệt rút lại, để cô Nguyệt thôi thì cô nhường Nguyệt lại chỗ này, nhường lại chỗ này cho chú khác, cho chú anh chị khác thích, chẳng hạn như là lớn tuổi như cô vô là chỉ ở thôi, nó thoải mái lắm không? Rồi thì khi mà con bước vào con quay căn nhà đó thì con cũng cảm nhận được cái sự mát mẻ của nó. Và đúng là thật sự, ví dụ như là cô chú nào mà ở trên Sài Gòn mình cái kiểu như là cũng ở một cái căn nhà như là cô Nguyệt hiện tại là nó hơi nhỏ một chút xíu. Mà mình muốn ở một cái chỗ nó rộng lớn và nó thoải mái hơn thì mình có thể là mình về đây. Nhưng mà cái giá trị đó thì nó, ví dụ như mình nói về cái diện tích sàn tổng của căn nhà này đó là nó tới 300 mấy gần 400 mét vuông á cô. Nhưng mà cái giá trị nó chỉ có 2.9 tỷ thôi. Còn giống như là bên kia là cái nhà của cô Nguyệt nói là nó chỉ có mấy chục mét vuông thôi. Mà đến 3 tỷ tư, 3 tỷ mấy rồi, 3 tỷ tư mà cô Nguyệt không bán. Lý do cô Nguyệt không bán là tự gì con cháu còn học hành còn đó. Dạ. Thành ra sinh hoạt trên đó mọi thứ, thành ra cô Nguyệt không thể nào cô Nguyệt về đây ở được.
Chứ mà nếu mà so ra thì nếu tính như từ đây về Cô Nguyệt có 20 mấy cây. Đúng rồi, đúng rồi. Có 20 mấy cây số thôi. Dạ. Đó, thành ra cái chuyện dạ. Đưa con cháu đi học thì mình không có. Nó hơi khó khăn. Dạ. Dạ. Thì ví dụ như là khi mà cô chú anh chị nào mình về mình ở cái căn nhà này á, nhất là những cô chú anh chị mà có một cái tuổi hơi lớn một xíu. Dạ. Thêm một cái nữa là ví dụ cô chú anh chị nào mà cô chú mà mình nghỉ hưu á cô. Dạ. Thì mình về mình ở rất là tuyệt vời. Thứ nhất và thứ hai, nếu mình muốn kinh doanh thì có sẵn hết rồi. Có sẵn hết. Dạ, mình đi về mình kinh doanh mình lấy tiền thôi. Dạ. Chứ không cần phải làm gì nữa hết. Dạ. Thì nó rất là hay chỗ đó. Và thêm một cái phần con muốn nói với cô Nguyệt á. Dạ. Thì khi mà bán cái căn nhà này là với cái giá trị nó 2.9 triệu. Dạ. Thì như trong video con có nói là con sẽ lấy 2%. Dạ. Đó, nhưng mà hôm nay thì con thấy cái tình huống của cô Nguyệt bây giờ con muốn hỗ trợ cô bán nhanh. Dạ. Thì con sẽ lấy 1% trên cái giá trị của căn nhà mình. Cảm ơn để con dạ, con làm giấy tờ này ghi cho cô. Dạ, cảm ơn. Và cái phần đó ví dụ như nếu được thì khi mà cô chú anh chị nào muốn mua lại á, thì cái phần đó thì có thể là nhờ cô Nguyệt là gửi lại cho những cô chú anh chị sau. Dạ. Để mình bớt thêm một chút xíu tiền gì đó. Dạ. Để khi mà về đây mình ở với mình có thêm cái tiền vận chuyển này kia. Dạ. Nếu trên Sài Gòn. Dạ. Rồi vậy hai cô ha. Mình tặng cho cô dạ, chú đúng rồi. Để dạ. Cái tiền vận chuyển nhà cửa này kia nhà. Trên Sài Gòn xuống đây. Dạ. Dạ. Giống như cái lọc với cái lì xì. Đúng rồi. Dạ. Với lại cô Nguyệt cũng nói thêm là cho anh chị nào mà muốn về đây nghỉ dưỡng thì nói chung là cái khu vực này bây giờ cũng rất là phát triển. Tại vì trường học cất cạnh bên nhà thôi. Mình dạ, có mấy trăm mét thôi dạ. Thì cũng sắp sửa hoạt động lên rồi thì dạ. Coi như anh chị nào mà lớn tuổi giống như Nguyệt á về đây ở thì có thể cũng mua bán chút đỉnh cho học sinh rồi cũng vui. Đúng rồi, dạ. Dạ. Rồi như vậy cho cô ha. Dạ. Rồi con cũng cảm ơn cô Nguyệt rất là nhiều đã dành chút thời gian nào ngồi nói chuyện với con cũng như là cho chia sẻ cho mọi người biết được căn nhà của mình. Dạ. Để khi mà cô chú chị nào mình có duyên thì dạ. Mình sẽ xuống đây mình tham quan thì biết đâu mình thấy được thì mình sẽ mua lại và mình ở tại cái căn nhà của cô Nguyệt hiện tại bây giờ. Dạ. Rồi nhân xin cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Cả nhà mình đã xem video của nha. Dạ. Xin cảm ơn. Dạ. Con cảm ơn cô Nguyệt rất là dạ, nhiều. Cảm ơn con. Cả nhà ơi nhớ bấm nút đăng ký kênh của Nhân. Và nếu như muốn xem video khác thì mình hãy bấm vào những video trên màn hình nhé.